Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Lum Bum sau khi mà khá nhiều bạn yêu cầu làm về vị tướng này. Đấy, nhưng mà lúc trước đây sự ra nói mình không có vị tướng này. Nhưng mà bây giờ thì với cái số lượng tiền nó chỉ có 13k thôi, thì mình đã sẵn sàng chi cả một cái gia tài kích xù để đổi đấy em nó để về làm clip. Đây là trận có thể nói là mình đi test thử vị tướng này, xem vị tướng này là dưới mức độ gọi là phế như thế nào mà chả ai chơi. Ai cũng gọi nó là vị tướng bị lãng con nhà bà quên. Mình nghĩ rằng đây không phải là một vị tướng yếu. Yếu ở đây đó chính là cái sự kỳ thị của các bạn. Mà các bạn nghĩ đây là cái cục đất. Trời ơi, cái con tướng người ta đẹp trai như thế này. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng đây nó cũng giống cục đất. À không phải, cục đá. Trời ơi, đá nó hợp lại thành một cái gọi là con tướng, chứ không phải là cục đất. Đất nó lại sai quá, đây là cục đá. Ok, mình sẽ đi test vị tướng này với vai trò mình sẽ đi ram nha mọi người. Đây là một vị tướng đỡ đòn, trợ thủ. Chứ thật sự nó không phải là vị tướng đấu sĩ, không phải là một vị tướng sát thủ. Đâm ra thì con tướng này nó kiểu như là nó không có cái khả năng gọi là KS mạng thần thánh giống như là những vị tướng khác. Đâm ra nhiều người chắc là không thích, mình nghĩ rằng là như thế. Ui trời ơi, đó, lớp giáp to không? Lớp giáp to không? To như cái bánh xe bò liền đấy, ngon. Bởi vậy mỗi một con tướng có một cái điểm mạnh, một điểm yếu khác nhau. Mình hy vọng cái clip này sẽ giúp các bạn gọi là biết thêm về cái vị tướng Lum Bum 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 ba lum bum 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 ba lum bum 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 Lum Bum. Đó. Các bạn đi ra mình nhớ ăn hỗ trợ ăn xong rồi con bùa xanh các bạn phải chạy qua bên bùa đỏ liền nha. Chạy không đi vậy ăn xong rồi cả hai thằng hú hí hì hụ ăn được cái con bùa xanh cộng hai con quái nhỏ chạy qua bên này con bùa đỏ mất tiêu. Lúc đấy thì chúng ta sẽ trở lên một cái rắc rối vô cùng lớn luôn. Chạy qua bên này xem nó ăn được con bùa xanh hay con bùa đỏ trước này đấy. À hụt rồi, xí hụt bạn đấm mình xí hụt 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 lắc hụt lơ hỏng trứng đó, hỏng trứng là trứng ngon. Chạy qua đây giúp nó ăn được con bùa đỏ coi. Bẹt đầu nè, chơi nè bẹt làm sao đó, lao tạo một lớp giáp to như cái lớp giáp bánh xe bò ngon. Trong những vị tướng trợ thủ thì có thể nói đây là một vị tướng mà nó rất là lâu rồi, nó bị lãng quên rất lâu rồi, chả để ta sức mạnh gì hết trơn. Đâm ra thì chả có ai sử dụng vị tướng này, ai cũng gọi đây là vị tướng bị lãng quên. Một cú phóng lao chuẩn xác đến từ vị tướng Salim bét đít nè. Trời ơi, cái chiêu mộ của con này nó trông nó rất là bựa vào đây. Này nhìn này nhỉ, bẹt nè. Rồi ngon về các bạn thấy về không khoai lắm. Mới mua tức thì luôn á. Ui giời ơi, con này nó khá là rẻ. Với cái giá của nó 13k vàng. Hay là vì cái số. Ôi ôi, bạn đột vào lát kia, bạn đi máu kia. Về nhanh không rồi lại đứt. Đúng rồi, ăn xong luôn. Rồi anh lại cứ giống mình. Bẹt nè. Cái con này được cái chiêu một của nó thì nó trông khá là bựa. Ui giời, em có cấp cứu anh ơi, Ui giời, đang hụt nữa rồi. Đây, anh ấy thì cứ gọi là đá hụt, gọi là hụt lắc, hụt lơ. Nãy cũng hụt rồi, bây giờ cũng hụt, mẹ em chết, mẹ ơi. Sợ quá, lao vào cho một phát này. Đó, mình lao vào cái cho Slim lớp giáp to như cái lớp giáp xanh bánh xe bò. Bây giờ thì mình sẽ biến về thôi, cấp 4 rồi. Ngon ngay. Đó, đi ram ghê không? Sợ ơi, người ta chùm sớm mà. Đâu có phải dạng vừa đâu. Nè, bẹt nè, đập một phát, nở đất luôn. Trông cái tướng nó xấu quá. Xấu mà thế này thì bảo sao người ta lại chả không thương, bảo sao người ta lại chả không chơi. Chắc do cái bản chất của vị tướng này nó hơi xấu về cái gọi là ngoại hình. Mình nghĩ rằng là như thế. Thế cũng nó cũng chả có gọi là yếu lắm đâu. Cái chiêu cuối của nó có khả năng cho đối phương gọi là lên trời mà rất là cao luôn. Đã lắm luôn á. Từ, có cơ hội mình sẽ sử dụng cái chiêu cuối. Đây, hãy xem tôi đây. Lên trời, sẽ đập nhẹ một cái là hai em ra đi. Nó lạnh lùng vô cảm quá. Ui giời ơi. Nào. Trời ơi, có một quăng cái chiêu cuối nó đẹp đến mức độ mà không có một cái gì gọi là tì vết. Đây, một pha gọi là quăng chiêu cuối nó đỉnh cao luôn. Một pha lao vào mà ulti một cái, quá đẹp mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không? Xem một pha gọi là hai mạng ngọt sớt ngay. Ôi trời, chị Slim mày, chị không có tham gia giao tranh mà chị lạnh lùng vô cảm, chị ăn dụ. Vâng, một cái phong cách gọi là đánh gọi là rất là bá cháy và bỏ chết. Slim ơi, bùa nè, bùa đỏ nè, ra đây. Đấy. Rồi Slim không ăn bùa đỏ cho mình rồi. Bạn ấy qua rừng cho bạn rồi, ok. Mình thì mình có tấm lòng tốt từ A đến Z, mà từ Z đến A.
lúa quân bù đỏ bạn luôn đó, ngon. Thế tự dưng này tính giúp nó, thế mà cuối cùng nó chả thèm ăn. Cho nên ra mình nó đánh rất là kiểu như là đánh 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 theo cái kiểu là lạnh lùng ăn trụ ấy nhỉ. Hay lắm, hay lắm. Ê, có chuối, hãy xem lên đây, lên. Ôi trời, định mệnh, ôi trời, ôi sai, ôi sai, ôi sai. Ôi trời, em kêu một cái lên trời thôi mà. Sao mấy anh khó quá vậy? Salim à, Salim, theo mình nó đánh theo cái kiểu gọi là đánh bà này, Salim theo mình nó đánh theo cái kiểu gọi là kiểu như là đấu theo cái kiểu gọi là lạnh lùng vô cảm ấy, nó không có tính đồng đội. Đây Salim này của mình nó giống 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 như là một người của nó cày thuê ấy. Thế nhưng mình nghĩ là như thế. Nó đánh rất là giống cái phong cách cày thuê, mà đánh cày thuê kiểu đánh đơn ấy. Kiểu như là nó mặc kệ mọi thứ thế ra luôn. Nó quan trọng nó là chỉ là đẩy trụ nó thắng, chứ nó không có tham gia giao tranh theo mấy kiểu giống như là pha vừa rồi. Nó không tham gia giao tranh mà nó sẽ không cùng đồng cam cộng khổ với cả anh em đâu. Nó sẽ không ơi sợ ui, ui trời ơi, này 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 này, bụp, trời ơi, mũi xàm. Thế mà lệch được cái pha đấy, hụt được. Có kỹ năng tốt nhưng mà nó lại đánh theo cái kiểu là chế độ đơn, giúp đồng đội ngay đấy. Trời ơi, mình là có cấp cứu, có phụ trợ ngay đây. Bạn là cứ gọi là gần chết thì bạn cứ hú hí một tí là có mình ngay. Mọi người thấy Salim di chuyển nó rất hay không? Nó không bao giờ di chuyển cùng anh em mà nó cứ đi lẻ một mình, lình 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 đi đẩy trụ ấy. Oh my god, những một trong những cái pha di chuyển như là khác biệt hoàn toàn so với mọi người. Úi trời ơi, úi trời ơi, lạnh lùng vô cảm ăn quái đó, rất là ghê gớm. Đúng không? Mọi người thấy mình đoán vậy có đúng không? Nó đánh theo cái kiểu là lạnh lùng như thế này, nó mình nghĩ rằng nó khả năng nó cày thuê khá là cao. Có bao người có kỹ năng tốt nhưng mà nó lại không có hòa đồng với cả đồng đội, đánh theo cái kiểu kiểu như là ấy á, đánh đơn á, đấu 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 kiểu như đánh đơn ấy. Rồi Salim quánh quéo con cua gần chết rồi, tem tới đây, hãy xem ta đây, bẹt. Úi số ơi, Zuka lên trời, phê 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 không, phê không, khoái không, khoái lắm. Ừ, thấy Zuka bay lên trời không, bay lên trời, anh ta cứ lắc lư lắc lư lắc lư, không có xuống được. Mãi mới xuống được, ngon. Sạp sạp này thì ra này, đấu với cả đầu gấu này, đấu với cả đầu gấu này, đấu với cả đầu gấu này, làm nhà vào đây. Mình tế, có chiêu hai ở đây, có chiêu hai ở đây, sao quánh nó luôn, quánh nó luôn là tạo cho lớp giáp luôn này. Giờ bạn ấy không đánh rồi, không đánh rồi, không đánh thì mình tới đây. Mình tới đây. Wow. Kinh thế Zuka. Zuka lại trả kinh. Ui giời, nó bắn kìa. Bắn tét cái mông luôn. Hành SML. Ai hành ai SML vậy? Salim phóng cây lao chuẩn xác. Vâng, lao cơ khí chuẩn không cần chỉnh. Và anh John tem bị bên kia đã nằm ghéo căng cua rồi. Hay quá. Trông vậy nhưng mà do nó hơi bị nhiều tiền đấy, qua đừng có đùa. Tao nói tao ăn hành, phải không? Đúng rồi, tao nói tao ăn ăn hành chứ sao ghi chữ bành ở đây nhỉ? Vỡ mồm, anh khó khăn quá. Rồi, hãy xem Zuka lên trời, thì vậy lên trời nữa kìa, phê 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 phê. Mọi người thấy Zuka lên trời không? Zuka gặp mình hình như có duyên hay sao ấy, cứ gọi là lên trời ngập mồm. Cái gì vậy, cái gì nổ 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 hoài vậy? Đó, tạo lớp giáp cho bạn này, phê chưa, phê chưa? Để cái thằng ra này. Chết em. Trời ơi là trời, khốn nạn. Mình nhìn thấy bóng dáng của nó mình nghi rồi. Cái thằng ra nãy giờ mấy lần rồi. Ê, The Flash gọi là anh ấy đang gọi là lạnh lùng vô cảm, đang gọi là quay 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 quay. Chị gọi là Wonder Woman, chị ấy còn mạnh mẽ, đẹp đẽ, kéo lại cơ. Tốt thế. Tôi thế này đồng đội mình sao mà chịu nổi. Úi giời ơi, bắn một cái đi luôn, dấp mồm luôn, chết luôn, hủy diệt tem mình luôn, ngon. Salim cũng quét thằng cua rồi. Wonder Woman L, mày ngáo à? Người ta đang ulti đúng không? Trời, cái pha người ta ulti đẹp như trong mơ thế. Ông Wonder, ai à, bà Wonder Woman bà cầm chiêu hai bà kéo lại, cuối cùng ông đập vào lát ông hết 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 chiêu cuối, trả chúng ai đang ngôn tin lôi lại. Cay rồi, cay rồi. Này này, ư này à. Ra này, cho đứng Zuka lên trời phát nữa nha. Hãy xem ta đây, lên trời. Úi dồi ôi, Elsu cũng lên trời luôn. Lên trời, phê không, phê không, phê không, lên cao không. Ngôn tin của mình đẹp phết vậy. Nó cứ gọi là lên trời, nó lòi mồm ra. Nãy giờ anh Zuka, anh cứ gọi là gặp mình cái là anh bay lên trời thôi.
Anh không xài chiêu mà anh cũng được bay lên trời miễn phí, sung sướng ngay. Hiện tại em mình đang khá là xanh, ép lan cho em dừng cho bạn này. Ép như vậy thì dừng cho mình nó khá là sung sướng. Tại vì sao sung sướng? Chả có ai đụng chạm thì nó đi, nó farm từ Z đến mông, từ mông đến Z. Lại thì lên đít này. Ôi trời ơi, hãy xem ta đây. Yeah, bẹt. Chết hết luôn rồi. Trời, tôi chưa kịp làm gì mà mấy anh mấy chị bên kia đã không còn răng mắn cháo. Khó quá. Wow, ấy dè. Tí nữa mà còn sống thì tí nữa là mình cho bạn ấy gọi là tung bay lên cung trăng luôn. Chứ đâu có phải là dễ dàng mà cứ là không sướng tem óc lờ thật. Bớt óc nha. Bạn lại cứ thế. Đấy, mọi người thấy mình chơi vị tướng Lubum này ghê không? Rồi cho lên trời liền. Ngon. Nếu mọi người thích thì mình có thể làm thêm những clip về vị tướng Lubum cho mọi người xem nhá. Con này mình vẫn cũng gọi không có để mà chơi, không có tướng để mà chơi, đâm ra thì cũng không gọi là chưa chơi hay lắm. Nhưng mà từ từ nếu mà thích thì mình làm clip khác là đảm bảo chơi hay ngay. Vê nhuân dê liền, khoái lắm. Úi giời. Ăn rồng nè. Lạnh lùng có vô cảm thì cũng phải biết ăn rồng chứ đúng không? Slimousine. Mày hả bưởi, con rồng ngáo đá này. Rồng ngáo đá này, đập nó này, nó đập nó chết này. Bẹt đầu nó nè, xấu xáo hả? Rồi, vô, sau đây, quý nào anh em ơi. Đánh nhanh rút gọn nào. Thời gian có hạn. Mình là không nên lãng phí cái thời gian. Ôi rồi, anh à, chị Airi bây giờ chị còn đang lạnh lùng mà chị đi phá bẫy à? Thấy em cũng phá. Úi giời ơi. John, hello John. Mình tánh mấy anh mấy chị cứ mình tánh thôi. Càng về chuối cuối trận ấy thì cái bẫy của cái vị tướng Elsu nó càng nhìn xa. Ui dồi ôi, bay lên cung trăng. Vâng, và vừa đó là một cái file bay lên cung trăng của vị tướng John, quá là sung sướng. Anh ấy nằm ngay trên cái đường đi của cái chỗ cuối của vị tướng Lum Bum. Bum 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 bum. Tèm óc vờ cờ, Zuka bạn ấy căng thẳng quá. Bạn ấy chửi quéo con cua đồng đội mình là tính nào. Bình tĩnh thôi, rất là căng thẳng nhá. Thật luôn ấy. Ui giời ơi, Zuka bay vào kìa. Bái bẹt đầu nè. Đâu là có chiêu cuối ở đây. Ai thích lên trời đâu rồi. À đây. Hãy xem đi nít bay đây. Bẹt chiêu. Ây, chưa kịp làm gì đã chết quéo càng cua rồi. Trang gì của vị tướng Lobum này mình thấy nó cũng giống như vị tướng về tướng đối đòn khác thôi. Chả có gì mà hot cả. Đây, cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Để hôm sau mình sẽ làm hướng dẫn mọi người cách lên trang bị cho nó hợp lý của vị tướng Lobum này nha. Để mình test thử vài trận cái đã. Ok, thắng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mọi người thấy vị tướng Lobum này cái điểm gì mà làm cho các bạn không thích chơi vị tướng này? Giá thì rẻ này, nó cũng dễ chơi chứ. Nhỉ? Yeah.